Trung Quốc đã đưa heo lên tầng cao mới. Các trang trại heo cao tầng mọc lên trên khắp Trung Quốc như là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nâng cao tính cạnh tranh về hiệu quả sản xuất nông nghiệp và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Cuối tháng 9 năm ngoái, 3.700 chú heo nái đầu tiên được chuyển đến một tòa nhà cao 26 tầng, nằm sừng sững ở một ngôi làng nông thôn ở thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Hàng chục heo nái mỗi lượt được đưa vào các thang máy công nghiệp để di chuyển lên các tầng cao hơn, nơi chúng sẽ được chăm sóc cho đến khi thụ tinh và trưởng thành. Trang trại cao tầng của công ty Hub Bay hãng Shinkai Modern Animal Husbandry hoạt động thực sự giống như một nhà máy hiện đại với những dây chuyền sản xuất chính xác, chẳng kém nhà máy lắp ráp sản xuất iPhone của Foxconn. Bên trong tòa nhà này, các kỹ thuật viên mặc đồng phục làm việc trong một trung tâm điều hành giám sát đàn heo nái bằng camera có độ phân giải cao. Mỗi tầng của tòa nhà vận hành giống như một hệ thống chuồng trại khép kín dành cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của heo. Để vào tòa nhà, khách phải tắm rửa, khử trùng và sau đó lau khô người trước khi mặc bộ đồ bảo hộ toàn thân nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Thức ăn được vận chuyển trên một băng chuyền lên tầng trên cùng rồi được đưa vào các bể khổng lồ, nơi có thể cung cấp hơn 450 tấn thức ăn mỗi ngày, sau đó đưa xuống các tầng bên dưới thông qua các máng ăn công nghệ cao. Hệ thống này tự động phân phối thức ăn dựa trên nhu cầu của từng giai đoạn trưởng thành, cân nặng và sức khỏe của heo.